Thanh Nhẫn và kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả thân thiết. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi mỗi ngày. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 xuống 7 ngày. Làm gì để y bác sĩ gắn bó với nghề? Quận nóng nhất dịch COVID-19 tại Hà Nội, gần 2.000 F0 sau 2 tháng. Cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 liên quan đến các đám tang. F0 tăng mạnh, Hà Nội tập trung tối đa cho tuyến cơ sở. Bộ Y tế thông tin về 3 F0 nghi nhiễm Omicron bay từ Việt Nam đi Hồng Kông. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung F0 xuống 7 ngày. Thưa quý vị, Bộ Y tế ngày 14 tháng 12 có công văn phản hồi về việc Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các F0 không triệu chứng, xét nghiệm âm tính. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp trên. Khi hết thời gian cách ly tại cơ sở thu dung điều trị, đề nghị thực hiện theo dõi tại nhà theo quy định, xuất viện và dự phòng lây nhiễm của hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 ban hành theo quyết định số 4689 ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả về Bộ Y tế hàng tháng để kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp. Trước đó, ngày 18 tháng 11, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lý giải, từ khi áp dụng hướng dẫn chẩn đoán điều trị do Bộ Y tế ban hành, đặc biệt sử dụng thuốc Monopiravir kháng virus, đã có nhiều F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định 14 ngày, cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày gây nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện. Làm gì để y bác sĩ gắn bó với nghề? Thưa quý vị, gần 2 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ y bác sĩ chính là lực lượng tuyến đầu, không quản hiểm nguy để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuyệt đại bộ phận trong số họ gắn bó công việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ. Nhưng đã có một số người xin thôi việc vì những lý do khác nhau. Đó là điều cần được suy xét thấu đáo, nhất là khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong cuộc họp báo gần đây nhất, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2020 có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc và chỉ 10 tháng đầu năm 2021 đã có thêm 968 trường hợp. Băn khoăn lớn nhất được đặt ra, vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Các cơ quan quản lý cần phải có giải pháp gì để giữ chân nhân viên y tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp? Mức lương chưa tương xứng. Theo phân tích của bà Huỳnh Mai, số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng, bác sĩ và một số ở trạm y tế bởi phần lớn vì lý do cá nhân, gia đình. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều nhân viên y tế, đặc biệt đang công tác tại tuyến y tế cơ sở, đang phải chịu một áp lực công việc quá lớn, trong khi mức lương nhận được chưa tương xứng. Theo bác sĩ Trương Thanh Tùng, trưởng trạm y tế xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, cơ sở này chỉ có 10 nhân viên y tế, nhưng gánh gần 170.000 dân, xã có dân số cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Tùng cho hay, mặc dù đã gắn bó với trạm y tế 20 năm nay, nhưng đến nay lương của ông chưa đến 6 triệu đồng một tháng. Thậm chí trong trạm còn có điều dưỡng chỉ hưởng mức lương 4,2 triệu đồng một tháng. Với mức lương như trên, bác sĩ Tùng cho biết các nhân viên y tế đều rơi vào khó khăn. Ngoài công hiến thời gian cho xã hội, họ phải chắt chiu, chi li, tính toán về tiền ăn ở, tiền nhà, nuôi dạy con cái. Chính điều này cũng ít nhiều làm nhân viên y tế không còn mặn mà với nghề. Trên thực tế, các nhân viên trạm y tế đã nhận được tiền hỗ trợ chống dịch đợt 1 từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021. Tất cả đều được hưởng như nhau. Tuy vậy, với số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng một người trong 3 tháng chống dịch căng thẳng,
cộng với mức lương thường ngày thì còn khá khiêm tốn so với công sức trách nhiệm của mỗi người. Tìm hiểu từ những người trực tiếp công tác tại tuyến y tế cơ sở được biết, có hai lý do chính họ xin nghỉ việc là thu nhập thấp và không có cơ hội nâng cao tay nghề. Đơn cử như anh Minh Duy, y sĩ ở một trạm y tế xã, huyện Bình Chánh cho hay, cả hai vấn đề này đã được anh trao đổi thẳng thắn trực tiếp với trung tâm y tế, đơn vị quản lý nhân sự nhưng không có giải pháp tháo gỡ khả quan nào. Đề nghị nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở. Mới đây, trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân kỳ họp thứ tư, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng chia sẻ, nhân viên y tế kiệt sức, gần 8 tháng chưa được nghỉ ngơi ngày nào, nhưng nhận được mức thu nhập quá thấp. Đây là lý do khiến nhiều nhân viên y tế nghỉ việc. Ông Thượng cũng cho biết, ngành y tế xây dựng đề án, đề xuất các cơ chế để nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở, làm thế nào để nhân viên y tế yên tâm công tác, bớt nghỉ việc. Trước mắt, ngành y tế có chính sách hỗ trợ thu nhập để giữ chân nhân viên y tế. Cụ thể, bác sĩ công tác ở trạm y tế được nhận thêm 1,5 lần lương tối thiểu vùng, khoảng hơn 6 triệu đồng, còn điều dưỡng nhận thêm 1 lần lương tối thiểu vùng, hơn 4 triệu đồng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thu hút nhân viên y tế đến công tác tại các tuyến cơ sở. Theo ông Thượng, hiện Sở Y tế đã đề xuất chính sách mới là bác sĩ mới tốt nghiệp thay vì về các bệnh viện quận, huyện công tác thực hành 18 tháng mới được cấp chứng chỉ hành nghề thì sẽ về các tuyến y tế cơ sở thực hành 12 tháng và 6 tháng nhận chi phí hỗ trợ sinh hoạt là 1,5 lần lương tối thiểu như đề xuất trên. Nếu cơ chế này được thông qua, ước tính mỗi năm thành phố có 500 bác sĩ đến các trạm y tế. Chính sách nữa Sở Y tế đề xuất là tăng định biên, tức biên chế cố định cho trạm y tế. Hiện định biên cho trạm y tế là tối thiểu 5 nhân viên, tối đa 10 nhân viên y tế. Tuy nhiên, thực tế dân số ở mỗi phường khác nhau. Ví dụ tại phường 5 quận 3 có khoảng 20.000 dân, nhưng tại quận Bình Tân, một phường có thể 120.000 đến 140.000 dân, mà mỗi trạm biên chế tối đa chỉ 10 nhân viên y tế. Đây là bất cập tồn tại đã nhiều năm nay. Theo ông Thượng, về lâu dài nên có cơ chế điều chỉnh, phân bổ trạm y tế theo dân số, cứ 10.000 có một trạm y tế. Còn hiện tại, Sở đề xuất tăng mức định biên tối thiểu từ 5 lên 10 nhân viên y tế. Ngoài lực lượng bác sĩ, các trạm y tế rất cần thêm hộ lý, bảo vệ, cử nhân cộng đồng. Như vậy, theo tính toán, các trạm y tế cần bổ sung 4.126 biên chế. Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định quản lý người hành nghề. Không phải cho đến thời điểm này, trước đó trong đợt dịch cao điểm tháng 9 năm 2021, Bộ Y tế đã lo ngại trước tình trạng y bác sĩ bỏ vị trí công tác giữa cao điểm dịch. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, các đợt kiểm tra của Bộ Y tế cũng như các tỉnh thành cho thấy có tình trạng người hành nghề bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công. Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, kể cả cơ sở công lập và tư nhân, bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm quy định quản lý người hành nghề, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trường hợp phải cách ly y tế ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, tăng cường tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ người hành nghề theo luật khám chữa bệnh, biểu dương, khen thưởng kịp thời người hành nghề có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm quy định đạo đức hành nghề gửi Bộ Y tế xem xét kỷ luật hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, việc nhân viên y tế vẫn nghỉ việc với số người không nhỏ đang là vấn đề phải được đặt ra, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và được dự báo sẽ còn kéo dài. Cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 liên quan đến các đám tang. Thưa quý vị, thành phố Huế cảnh báo lây lan dịch COVID-19 sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến các đám tang. Theo đó, ngày 14 tháng 12, tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của dịch COVID-19, trên địa bàn thành phố Huế đã xuất hiện nhiều ca nghi nhiễm liên quan tại các địa điểm có tổ chức đám tang. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Huế thông báo, đối với việc tổ chức đám tang phải đảm bảo thực hiện theo quy định phòng chống dịch, thực hiện 5K và tập trung không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ đạo lực lượng chức năng, tổ phòng chống dịch cộng đồng kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện. Được biết, trong ngày 13 tháng 12, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 350 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2 có mã bệnh của Bộ Y tế. Trong đó có 246 ca cộng đồng, 91 ca là F1 đang thực hiện cách ly tại nhà. Đa số trong các ca bệnh này là ở thành phố Huế. Những ngày gần đây, tại Thừa Thiên Huế ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19 với nhiều ca cộng đồng tập trung chủ yếu ở thành phố Huế. Địa phương này cũng là lần thứ tư lọt vào bảng 20 địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước.
F0 tăng mạnh, Hà Nội tập trung tối đa cho tuyến cơ sở. Thưa quý vị, trước tình hình số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo lên phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn. Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã bám sát địa bàn, trước mắt tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức của người dân. Người dân vẫn chủ quan. Theo nhận định của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nên dù số ca bệnh bình quân hàng ngày gia tăng mạnh, nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình dịch. Tuy nhiên, đáng lo ngại là tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch ở một số nơi vẫn đang diễn ra. Tình trạng người dân tụ tập đông người, không thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế trong tổ chức các hoạt động hiếu hỉ khi ăn uống ở hàng quán còn khá phổ biến. Bên cạnh đó, một số quận, huyện, phường, xã vẫn chưa triển khai điều trị F không thể nhẹ hoặc không triệu chứng, cách ly F1 tại nhà theo chỉ đạo của thành phố. Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục làm tốt việc phân cấp, giao quyền cho quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tập trung nâng cao năng lực y tế quận, huyện, thị xã và cơ sở, tiếp tục coi người dân là trung tâm, chủ thể. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất yêu cầu 15 đoàn kiểm tra theo phân công, tiếp tục bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình, chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm của các tập thể, cá nhân liên quan. Chỉ tính từ ngày 11 tháng 10 đến 18 giờ ngày 13 tháng 12, Hà Nội đã ghi nhận gần 15.000 ca mắc COVID-19. Riêng tuần từ ngày 6 tháng 12 đến 12 tháng 12 đã phát sinh thêm 4.550 ca. Đặc biệt, ngày 12 tháng 12, số ca nhiễm tăng cao lên tới gần 900 ca. Ngày 13 tháng 12, tiếp tục ghi nhận 762 ca. Hiện thành phố vẫn còn 37 điểm phong tỏa và 9 chùm ca bệnh. Thành phố đã triển khai 32 bệnh viện, cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh. Hà Nội đã thi công xong hệ thống oxy tại 25 bệnh viện với 3.200 đầu ra khí oxy phục vụ người bệnh, tập huấn chuyên môn trực tuyến cho tất cả xã, phường, thị trấn và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, theo dõi, điều trị cho F0 tại nhà. Cơ chế cho lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca một ngày, tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ, ngành, trung ương đóng trên địa bàn. Các cơ sở y tế ngoài công lập chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế, chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Đồng thời, thành phố tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người chưa được tiêm, nhất là những người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở. Tiêm mũi 2 cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tổ chức tiêm mũi 3 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong công tác xét nghiệm, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về mua sắm và tiếp nhận hỗ trợ về thiết bị để bố trí xét nghiệm theo khu vực, bảo đảm trả kết quả nhanh, rà soát, bàn giao các cơ sở thu dung F0 do thành phố quản lý cho các quận, huyện chưa có hoặc chưa đủ để vận hành các cơ sở này phục vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu trực tiếp Bí thư Cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã lãnh đạo chỉ đạo việc xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng, nâng cao năng lực hệ thống y tế, thành lập mới các trạm y tế lưu động, tổ chức quản lý điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đối với các phường, xã, thị trấn, tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở. Các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào mức độ dịch để tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể từng trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại, gắn với công tác xét nghiệm và tiêm vaccine để bảo đảm an toàn cho trẻ. Khi phát hiện trường hợp F0 là học sinh, lực lượng chức năng đánh giá nhanh triệu chứng để quyết định phương án điều trị, cách ly phù hợp. Lưu ý nguy cơ tập trung đông người dễ làm lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022 sắp tới. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp, ngành vận động tổ chức tôn giáo nên tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn bảo đảm trang trọng. Bên cạnh đó, các địa phương cần tuyên truyền sâu rộng để chức sắc tôn giáo, người có đạo và nhân dân cùng chia sẻ,
chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố cần có phương án chỉ đạo chung để bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên toàn địa bàn, nhất là tại các điểm vui chơi, nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn. Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã chỉ đạo các lực lượng nòng cốt là công an có phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông, tránh tụ tập đông người trong dịp này. Quận nóng nhất dịch COVID-19 tại Hà Nội, gần 2.000 F0 sau 2 tháng. Thưa quý vị, Đống Đa hiện là quận duy nhất của Hà Nội có dịch ở cấp độ 3, tương ứng với vùng cam, ghi nhận từ gần 100 tới trên 100 F0 mới mỗi ngày. Số F0 cộng đồng cũng thường xuyên dẫn đầu toàn thành phố. Dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội đang diễn biến rất phức tạp, khi những ngày gần đây, thủ đô liên tiếp thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số mắc mới. Riêng 2 tuần trở lại đây, mỗi ngày Hà Nội phát hiện trung bình trên 650 ca COVID-19, F0 mới có xu hướng ngày càng tăng. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ khi áp dụng chiến lược thích ứng với COVID-19 ngày 11 tháng 10 tới hết ngày 13 tháng 12, 5 quận huyện ghi nhận số F0 cao nhất gồm Đống Đa 1.939 F0, Hoàng Mai 1.149 F0, Nam Từ Liêm 1.002 F0, Gia Lâm 952 F0 và Hà Đông 826 F0. Quận vùng cam duy nhất tại Hà Nội F0 tăng nhanh. Đống Đa là quận vùng cam thuộc cấp độ 3 nguy cơ cao duy nhất tại thủ đô hiện nay. Nhiều ngày liên tiếp trên địa bàn quận ghi nhận từ gần 100 tới trên 100 F0 mới mỗi ngày. Số F0 cộng đồng cũng thường xuyên dẫn đầu toàn thành phố. Quận đang có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và 1 phường cấp độ 1. Số mắc tăng nhiều nhất tại các phường Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan. Được biết, quận Đống Đa có diện tích 9,97 km2, dân số trên địa bàn 376.709 người. Quận có trên 10.000 cơ quan doanh nghiệp, 20 trường đại học cao đẳng, 18 bệnh viện trung ương, thành phố và tư nhân. Mật độ dân cư đông đúc ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chưa kể, địa bàn có nhiều khu tập thể cũ thiết kế trần thấp, thiếu lưu thông không khí, sử dụng chung hành lang, khu vệ sinh hoặc các khu làng xóm nay được đô thị hóa có nhiều đường, ngõ thông nhau chằng chịt, mật độ dân cư cao, nhiều gia đình, thế hệ ở chung một nhà, nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từ 12 giờ ngày 13 tháng 12, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Quận cũng hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Những người tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đưa vào hoạt động cơ sở thu dung F0 quy mô 600 giường. Chiều 14 tháng 12, quận Đống Đa đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị F0 nhẹ với quy mô 600 giường đặt tại ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi. Đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nhẹ, không triệu chứng, không đủ điều kiện điều trị tại nhà. Cơ sở thu dung có 11 cán bộ y tế tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Để vận hành, ngoài lực lượng y tế còn có cả công an, quân đội, dân phòng tham gia, tổng số khoảng 50 người. Quận cũng có phương án lập các cơ sở thu dung khác nếu số ca bệnh tiếp tục tăng nhanh. Ngoài ra, các trạm y tế lưu động đang được gấp rút xây dựng. Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng trạm y tế lưu động tại một số phường mới đây, lãnh đạo quận nhấn mạnh đây sẽ là đơn vị quan trọng góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh giai đoạn hiện nay. Theo đó, các trạm y tế lưu động góp phần giảm tải việc điều trị và chăm sóc F0 cũng như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho F0, F1 và trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn. Đồng thời, sớm đưa các trạm y tế lưu động vào hoạt động giúp tăng hiệu quả của trạm y tế cơ sở trong sơ cấp cứu các ca bệnh, bảo đảm người dân vùng dịch được tiếp cận nhanh nhất với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Xét nghiệm đúng trọng tâm, phong tỏa gọn nhất có thể. Về vấn đề cách ly phong tỏa, lãnh đạo ngành y tế quận Đống Đa cho biết chiến lược phong tỏa đang áp dụng là làm gọn nhất có thể. Ví dụ, khi một nhà có F0, lực lượng chức năng sẽ điều tra và tính toán kỹ nguy cơ của các nhà lân cận. Mục tiêu là để khu vực bị phong tỏa nhỏ nhất có thể, không phong tỏa tràn lan ra cả khu phố. Với chiến lược xét nghiệm, cơ quan chuyên môn thực hiện xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm các đối tượng nguy cơ, thay vì xét nghiệm cả tuyến phố, cả phường khi phát hiện F0, xét nghiệm thần tốc và có kết quả nhanh để kịp thời truy vết, khoanh vùng dập dịch. Được biết, từ ngày 13 tháng 12, tất cả học sinh các khối lớp trên địa bàn quận Đống Đa tạm dừng đến trường, chuyển trạng thái học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban nhân dân quận yêu cầu người dân dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo,
hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng, các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm. Bên cạnh đó, giao Ủy ban Nhân dân 21 phường tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế. Khi có dấu hiệu nghi ho sốt, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Các phường khẩn trương thực hiện rà soát, lên danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người chống chỉ định tiêm vaccine, người chưa được tiêm vaccine để có biện pháp phù hợp, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các đối tượng này. Ủy ban Nhân dân quận cũng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn hạn chế tiếp khách, làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến.